Chiều ngày 17 tháng 11, ông Hồ Văn Tròn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Kim, tỉnh Quảng Nam cho biết vẫn đang tổ chức tìm kiếm một người dân bị lũ cuốn trôi mất tích do vượt suối trong khi có mưa lũ. Trước đó, vào ngày 16 tháng 11, 4 người gồm 2 cặp vợ chồng đi làm ở rẫy tại xã Phước Kim. Đến trưa cùng ngày, khi đến đoạn suối nước xe thuộc xã Phước Kim, giáp với xã Phước Chánh thì bất ngờ gặp lũ lớn. Lúc này, 3 người may mắn thoát nạn, lên được bờ. Còn người đàn ông, trú thôn 1, xã Phước Chánh, không may bị lũ cuốn trôi, mất tích. Nạn nhân được xác định bị trôi xuống lòng hồ Đắc Mi 4. Còn tại tỉnh Bình Định, trưa ngày 17 tháng 11, ông Thái Văn Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc cho biết đã tìm thấy thi thể một phụ nữ, sinh năm 2004, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, bị lũ cuốn trôi vào tối ngày 16 tháng 11. Theo người nhà nạn nhân, chị làm công nhân ngành gỗ. Buổi tối gặp nạn, chị đi làm về chở theo một người bạn ở xã Phước Hiệp về nhà. Khi quay lại thì xảy ra sự việc. Tại tỉnh Phú Yên, sáng ngày 17 tháng 11, ông Hoàng Đình Năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, xác nhận tối ngày 16 tháng 11, một người đàn ông, sinh năm 1983, thôn Tân Yên, xã Y Ly, bị mất tích do gặp lũ lớn cuốn trôi. Hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.